Xin chào quý anh chị bà con. Thì hôm nay có bà tới đây tìm đạo sĩ Nguyên Hải cùng với thám tử đường phố trên công trần để tìm cháu gái. Thì bà sáng giờ bà khóc nhiều lắm, anh em thì bận biệu. Thì hôm nay anh em sẽ cập nhật để bà con chập ở đâu, bé đâu, chỉ bé bà con chỉ bà giùm. Dạ, công trần xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Nhảy Bình Dương xin chân thành cảm ơn cuộc đường xá xa xôi từ Ba Chi Bến Tre về đây để báo tin một cái lời cầu cứu phải là rất thảm thiết của một bà cụ năm nay cũng trên dưới 70-80 tuổi rồi, rất lớn tuổi, và một người con trai đang cầm trên tay là hai tấm hình về đây báo tin là tìm người con gái cũng như tìm người cháu của mình mất tích. Thế câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, con xin phép con chào bà. Bà có thể bà giới thiệu là bà tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu bà? Bà tên là Bùi Thị Phải, ở xã An Phúc Trung, ấp An Thái, huyện Ba Chi. Bà còn một đứa cháu nội, mẹ nó bỏ nó lại lại là 90 năm rồi, nó sống chung với ba nó. Bà nuôi cho nó học hôm ngày 20 tây tháng 11. Trình bà nó nói thôi giờ con đi học thêm môn quá, sáng bà mới kêu nó dậy kiểu dậy đi học, con nó là chút đi con chưa đi, trong khi đó 8 giờ là nó mới chịu sáng mới ra đi, nó dập chiếc xe ra trước cửa đó nó để rồi cái nó mới đi bộ. Bà mới hỏi ủa sao con lại che đi, nó nói mai trời mưa để con giang bạn đi, tao mới nói là con trở vô lấy xe rồi lấy áo mưa mặc đi học, chẳng ngờ nó đi tới 11:30 nó không về. Bà mới nói là chắc là nó giấu mình, bạn bè nó rủ đi chơi ăn tiệc gì đây, nhắm nhắm tới 12 giờ nó không về, ba nó đi làm, bà mới điện kêu về nói sao con đi hai đi mặt mà tới giờ không về, về đi kiếm nó coi. Bà túa rồi qua ra là cả gia đình cô Út Dương Út cô ai nó đồ chạy đi kiếm, cuối cùng kiếm không được, rồi người ta mới chỉ bà đi coi thầy này chỗ kia, bà cũng dẫn đi hết trơn. Vậy là coi như ba đêm nay bà không có ngủ, thức khóc suốt đêm cơm nữa không ăn. Mấy cô nó khuyên này, nó má lo mẹ lo chị lo, nhưng mà cũng bệnh lắm mà. Ăn uống nghe gì để mai ngã với người gia đình này ai lo, mà trong khi gia đình của bà nó lại có hai chú nó khờ nữa, hai chú khờ là lớn tuổi hết trơn rồi đâu có nhớ con gì. Con ấy nói bà nói là con ơi con ở đây với nội ráng lo ăn học đi, sao con có chồng đỡ cái thân, chứ con lấy chồng mà dân mà ngộ nó về mà ăn nhổ nó quanh đặt chết đi con. Mà trong khi đó hôm trai á thì nói chung là nó tùy ra điểm nhiều, nên gia đình con nói là phải ráng cố gắng, chứ giờ điểm mới thi chưa có vô kỳ một, nên như vậy là con thi kỳ một và nó kéo lên hỏi con ráng mà thi cho đậu, nếu mà con không vô được đại học thì con học có 12 rồi con nghỉ. Nói nó vậy nó cũng giả giả dần dần á. Mà ngày đó nó ra nó đi không nói với cô một tiếng, nói ơi con học không nổi giờ con nghỉ gì hết, nó chỉ nói nó đi học, nó đi luôn mà. Nó ở nhà bà thương nó, đến đổi áo quần mà cứ cái gì bà cũng giặt, không cho cháu để giặt nhiệm gì hết, học nói học nó để cố gắng cho nổi nó mà học rồi. Không đi nào mà bà nói ừ cậu mà đi học vậy không làm cái này cái kia gì hết, mà nó bỏ lại nó đi như vậy á thì mày nó lao động bao nhiêu bao nhiêu. Bây giờ bà cũng nhớ anh em đâu. Dạ con xin mà phép được con xin phép bà có thể bà giới thiệu về cái tấm hình trên tay của bà là cháu của bà, là họ tên của bé là gì ạ, mà năm nay bao nhiêu tuổi? Họ tên của nó là Nguyễn Thị Thi Quy, năm nay nó 16 tuổi, nó sinh ngày 11 tháng 12 năm 2007. Cháu của bà là tên họ nó ngày sinh năm đẻ nó như vậy á. Bà là 80 mấy tuổi rồi. Bà 8 mấy luôn. Bà sinh 1942 á. Dạ, 81, 80, 81 rồi. Vậy là từ Bến Tre về Ba Chi về đây, về Bình Dương này,
để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Nhảy Bình Dương là mục đích chính là tìm người cháu. Dạ. Cháu của bà đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi bà? Nó đi bữa ngày 20 tây tháng 11. 20 tây tháng 11. Ngày 4 ngày. Dạ. Nó mà không về bà chết mất đi. Bà cưng quá nuôi mấy con đường chết luôn. Cháu bà đi rồi có đem theo cái gì đi không? Có đem theo xe hay là tiền vàng bạc không? Lấy gì cái con trong mình nó không có tiền bạc gì hết. Con vậy hồi nó chứ chẳng ra đi. Bà cũng nói thiệt. Bà nghèo mà nuôi hai đứa cháu nội. Tôi chẳng bà cho hai chú đi học là một đứa. Vậy chứ còn bà không có mà tiền mà do nhiều. Bà cũng vợ cho nó nhiều rồi. Nó vô quán nó về tha bạn bè. Cứ nói con ráng cố gắng học đừng vô quán nước nuôi nha con. Nó dạ dạ mà nó dạ nó nói vậy mà nó đi nó không có suy nghĩ gì hết trơn á. Dạ. Bé là bé sống với bà từ nhỏ? Bé nó bỏ nó hồi nó nhỏ xíu à. Yeah. Hồi đó nó đâu mới có 7-5 tuổi gì đó. Dạ. Tôi chuyện... nay đã có 9 năm, 10 năm gì rồi mà. Câu chuyện mà nó rất đau lòng, một bà cụ. Mẹ nó ra đi là có hai ba ngày rồi mẹ nó nộp đơn vô xã liên hồn xã anh ta biểu đưa xuống tòa rồi cái khi đó nó xuống với tòa đó là hai tháng nó nộp xuống tòa là một tháng thứ ba là tòa giải quyết là nó giao bé luôn. Dạ câu chuyện là rất đau lòng một bà cụ hơn 80 tuổi rồi và từ một tỉnh rất xa về Bình Dương này để cầm hình để cầu cứu đi tìm người cháu của mình. Dạ đó. bà cũng cầu cho mấy cháu giúp đỡ giùm. Hy vọng là bé gái đang ở đâu? Hy vọng là kiếm được chú ấy mà kiếm được cháu của bà. Hy vọng là bé gái ở đâu thì xem được video này. Thương cảm bà của mình và thương cảm người cha mình đang cầm trên tay tấm hình mà trời đang chuẩn bị mưa, đổ mưa rất to. Ngoài trời mấy ngày nay là thời tiết mưa rất to mà phải đi xa như là lặn lội đường xá xôi để về đây để cầu cứu. Hy vọng là tìm được thông tin hoặc tìm được người con của mình, tìm được người cháu của mình. Bé đang ở đâu thì bé sớm liên hệ về cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương hoặc liên hệ cho gia đình. Cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà nếu có phát hiện được bé đang ở đâu có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh em tìm cách giúp bé trở về đoàn tụ cùng gia đình. Dạ cuối video này thì bà còn điều gì muốn chia sẻ cho cháu gái của bà để hy vọng là cháu của bà xem được và biết được những cái công sức, những cái thời gian chăm sóc của gia đình cũng như của bà và tình cảm của bà dành cho bé để bé sớm liên hệ hoặc bé sớm quay trở về. Dạ con mời bà bây giờ bà cũng cho bà xin nói điều cho cháu bà biết nếu bà thì già cả nuôi nó như vậy mà có khi nhiều khi là ai cũng vậy cha mẹ cũng vậy nuôi con mà làm gì mà nó lớn lên tới tuổi đó mà nó không có lầm lỗi mình phải rầy nhưng mà hồi xưa con nó chỉ rầy bằng cỡ nào nó cũng không có đi. Còn bây giờ nó rầy nam tùm, nó dần dần dạ dạ mà nó bỏ nó ra đi. Thì bây giờ bà cũng trước mắt là bà cũng nhờ anh em tôi ở Bình Dương là giúp đỡ cho bà. Hay là bà cũng là nói với cháu nếu bà và cha nó có lấy cái gì mà nó chạm lòng nó buồn thì bà cũng là thôi xin lỗi cháu đi. Làm cho cháu quay về với bà chứ bà dắt mắt nó rồi bà chết đó. Bà xin lỗi cháu hôm qua mà xấu hổ gì bà đâu. Anh ơi, anh có điều gì gửi đến cháu với đẩy đến bà con không? Tôi cũng còn không cho con nó nói gì, tôi còn nhớ mà. Câu thì con cũng nhận lỗi gì nói đi. Chào con nha, nó về tới nhà. Con có thương mẹ con gì nhưng giờ bà thương con lắm. Bà có lỗi gì, bà nhận lỗi với con em thấy vậy. Thực sự câu chuyện này rất đau lòng. Rất đau lòng, một người bà cụ năm nay cũng hơn 80 tuổi rồi. Tóc thì bạc, chân thì đi thì yếu rồi. Mà về đây cầu cứu và về đây báo tin để hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương để tìm người con và tìm người cháu của mình. Và hiện nay thì cháu thì không biết là có sai gì hay không, nhưng bà thì chắc chắn là không thể sai với cháu được. Bà và người cha là con trai là sẵn sàng nhận tất cả những lỗi lầm của mình để hy vọng tìm được người con, người cháu của mình. Bé đang ở đâu thì bé sớm quay trở về, tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra, không an toàn đối với bé. Bởi vì hiện nay tất cả các tình trạng buôn bán người, mua bán rụ rỗ trên cộng đồng mạng
trên Internet, trên các trang mạng xã hội hiện nay xảy ra vô cùng phổ biến. Hy vọng là bé gái hãy thông minh, sáng suốt, nhận biết được cái sự việc nào đúng và sự việc nào sai, và biết được cái gì đang nguy hiểm đối với mình, sớm liên hệ cho gia đình, để gia đình liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương để các anh em này tìm cách giúp bé trở về đoàn tụ cùng gia đình. Dạ, cuối video này, dạ con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của bà cũng như của con trai bà. Bà đường xá ra thôi. Dạ. Bà thương cháu. Bệnh hoạn á, thiệt nó ốm hơn luôn á em. Nó bệnh bệnh 10 ngày nữa là nó mới mạnh. Cha mẹ con ơi, con ra làm gì? Sức đề kháng con yếu, con bệnh vậy. Lo nó gần chết, ngày qua em nó đứng răng nửa đêm mà bà cũng vậy. Nó vậy uống ăn cái gì một miếng rồi uống thuốc. Tay thuốc là cho con em uống, bà nhớ là nó bà khóc. Bà mẹ nói trời ơi, Tiểu Quyên nó bệnh vậy mà nó ưa bỏ nhà nó đi như vậy á, nó bệnh đi nhiều rồi nó đi chỗ khác ai mà lo cho nó đây. Bà cũng có nhiều đó, từ giờ nói á, cũng kêu con quay trở về. Nếu mà con muốn ăn học nữa thì nội vẫn cho. Mà con bây giờ thôi con học không nổi, thì mốc là con ở nhà thêm được vài năm cho con lớn tuổi chút đi làm. Chứ giờ nó còn nhỏ quá, mới con 16 tuổi à. Giờ bà không biết cháu ở đâu, bởi bà đau quá trời luôn, bệnh liệt chết đi. Ông nội nói thì con mặt không thấy đường. Ông nói là tôi thấy chiếc xe của nó đâu đây mà không có nó. Thôi mời dẫn chiếc xe đi gửi nhà nào đi. Chứ thấy chiếc xe mà ông thấy nó, ông cứ lên nhìn chiếc xe ông khóc hoài. Thương quá, thương cháu. Một cái câu chuyện vẫn là vô cùng rất đau lòng. Thực sự là như vậy. Hy vọng là bé gái ở đâu thì sớm có thể là thương gia đình, thương bà và thương người cha của mình. Đường xá xa xôi mấy trăm km về đây. Trời thì ngoài trời thì hiện nay đang mưa tầm mưa tá. Thương cái câu chuyện này phải nói là vô cùng xúc động. Dạ anh còn điều gì muốn chia sẻ trên video này? Mời anh. Dạ em thì cũng cầu mong cho con em gì nói đấy. Em thương hai đứa con mẹ hơn mạng sống của em luôn. Ba nó không có đêm nào mà ngủ hết trơn. Ba nó nói bây giờ mặt hết nổi rồi. Mấy cô nó nói thôi đi làm đi, nắng nuôi đứa em nữa. Chứ giờ vậy nó em mà không nổi. Ngày qua nó đi mặt mà có 9 giờ nó về. Nên em vô em mà không nổi. Ba nó thì ở nhà cứ đi sơn, đi đóng lợp không, không chỉ có mặt gì. Mà nuôi hai đứa con ba lợn vậy nó. Dạ thôi cuối video này, con xin phép xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến bà cũng như của toàn thể gia đình. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương các anh em đây cố gắng tìm thông tin để giúp bé trở về đoàn tụ cùng gia đình bà nhé. Chị và cô bác mà gặp bé này ở đâu thì liên hệ tới số điện thoại.